quý vị các bạn ở ngoài đồng. 12 giờ đêm lại tiến hành ăn gà nướng quý vị các bạn. Sao? Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái mùi vị của con gà nướng cả con quý vị các bạn nhé. Hãy nhìn về mùa nhá. Trước quá. Hai đôi mà. Nói đâu? Đấy mà. Đồng Hương bán cho mấy ông Nghệ An đấy thì ngon thì bán gì? Ông ấy đứng ở ruộng nhà chú ông Nghệ An ông cứ ướp đắng để ăn kém. Mày thì mới lại 200 cây dù 50 thì bán đấy, mày quá. Trên nó không lấy đâu sống vậy à? Bán thì quen, có gì đấy. Trên này. Dạ. Tay. Anh để đâu anh? Mai mai đấy. Anh để đâu anh? Không để đâu. Cái gì anh còn nó sống một mình vào cái cấu ấy. Vườn. Ôi. Chịu. Đi đâu mà mang đấy không? Thế mà ở đây từ nãy không bảo anh hoán anh ra về cấu. Về sau hôm qua đội về. Chú cứ xay gà ra anh nằm ướp cho. Gà nướng nu. Gà nướng nu hay là gà muối? Không, răng muối nó khác. Thì gà nướng nu à? Sao nu. Nó quắt thịt vào? Năm nhưng mà người ta vẫn bọc qua gì mà không chú xuống vào được mắt ở đây mình đã đi làm mất mồ hôi nó phải kiếm đồng tiền như nào ai chả mệt vứt đắng đen cực quá mày ở nhà chấm một cách này thôi lắm chán Quynh đâu em nhận nhanh xếp xe không anh phải đầu cai đầu cánh đâu? Như nhận. Anh Quynh nhận anh Quynh xếp xe rồi ok luôn đó, mời chú anh xếp xe nhá sức khỏe các cháu xếp ra nhá không bây giờ thử xếp xe em đầu cai đâu cai gì cai không ai cai à đầu cái không ai cai cả nhận đúng 10 nhà thôi làm mỗi em 10 triệu lên xong mười nhà để bê bác cháu nhận bốc có chung thôi bốc Quynh nhờ xếp cây bôi này mời quý vị các bạn dùng bữa với anh mình nhá. Đây, thấy bát đây, bát đây. Thôi chú định ăn ăn đây. Năm mình tạt nữa nhỉ. Xin chào cả nhà, mời cả nhà thưởng thức phao câu. Tôi muốn chấm mùi tạt à. Xin chào cả nhà nhá, phao câu nhá. Ngon nhất phao câu này. Ăn nửa con gà thì đấy là mùi tạt đấy. Mời cả nhà nhá. Mình thiếu ăn những mùi tạt đấy, thiếu ấy rồi. Khi kia đi. Thơm ngon bổ rẻ. Em phải cầm cái nọ chin su đây chấm mùi tạt mình ngon. Di thịt gà này, để ăn đồng phải phải hăng hăng mũi nữa. Có rồi gà gọi là phải có ớt. Đấy. Anh em mình làm cốt này là chung đầy đủ các vị, đầy đủ các món luôn. Cây đắng ngọt bùi đúng không? Rồi, không có khổ đâu mà sao mà sướng được. Hay nướng trên ảnh nhằn lấy cái củi gọc củi xuống là đốt. Không nào vì chở chú ít cái đồ dầm cắt đi. Bởi vì các bạn dùng bữa với anh em mình nhá. Ngoài đồng đêm nó đói. Mùa này mùa rét rồi. Sáng nay ông năm chuyên lại bọn bỉ ông 20 cánh bỉ tính lại phải đủ đêm. Cha chảy cũng quả ớt à bỏ cánh đấy. Vâng chú ý cho nó thiếu. Cái sao gà nướng nu mà nó lại trắng gì nhỉ? Cái nào thiếu 400 cái. Lúc này sao nên nướng như cái cho nó lấy thêm 2 khuôn nữa này. Nó trắng nó không được vàng. Nó chết rồi. Chịu khoảng nên ăn nó hăng lắm. Quên dưa. Chú ăn mấy lần, người ta ăn mấy lần. Tí nữa gần tan thì. Cháu ăn cơm được, cháu. Quên dưa chuột. Này. Đâu còn mấy nghe đấy chúng ta ăn cơm một loại cay một loại vừa vừa một loại đúng rồi hai loại đắt đấy cháu lại chuyên ăn hàng cay nhiều cái loại này mà hôm qua ăn thì trâu đầu hao thằng vào phát ăn phát anh chưa làm xin anh đấy giết em đi rồi sống. Vừa khoáng xong nó chấm rau cải nó hay dính vừa tăng dính mạnh ăn xong nó không nó gọi là khóc luôn đấy rau cải màu nhiều tắt trái nấu cơm được ngon được cháu vì con thấy chú nhặt chuối vào kể nấu ăn bà Bình tắt cái nồi thịt đi chảy thịt cho nhiều nước vào trong khi đó nửa nồi thịt nửa sống nước ngon rồi hôm nào nên đeo là ông bắt cho một con hai năm cái cánh này đây nhiều cho em cái này hôm nào nên chú bảo cho này cháu bắt hai ăn con để quay cả chấm bì ta đi cứ tạm bì cho nó cái này cũng thích ăn này ông bảo là đâm ấy của ông này cá rẻ mà yến cũng triệu bạc nó không chả bữa chảy rãi để nấu chào cả nhà nhá quá rẻ mời cả nhà thưởng thức món gà nướng nu ở ngoài đồng chấm với gì bùi tạt ui rồi món rất là đã ơi phải khoáng các bạn không được học theo nhá theo nào vỡ mồm đấy quá có phải ai ăn được đâu chỉ có Nhật ăn được rồi nghe em mở mắt ra nhá đừng dám mắt ra nhá ngậm mồm lại nhá đừng há ra thử thử đi anh lại tí nữa em vút mắt anh nhạt cho ít chị đang cho mày diễn tả mày nó là vừa căng căng đi thì mày kém thế kha cái rồi rau ăn rồi mày dính rồi
Cái bụt tạc này rau cả không? Nhà phải nên nhớ phải ăn thịt gà kèm theo mướp đắng ăn sống nhá. Cầm bát nhà á. Cầm một bát nước chấm, không phải chấm bất kỳ. Đâu, nó sẽ mướp đắng không? Đắng thì sẽ mướp cay hơn. Mướp đắng lại kèm theo rau sống chấm mù tạt. Rồi, Nhật xin chào nhá. Bye bye. Ôi từ từ, anh em xem là này khách muốn ăn ngon thì chúc chú em cả chén rượu này. Cảm ơn. Mấy khi anh em muốn có thời gian gặp nhau ngoài đồng này. Từ điều Tết, từ buổi đầu hè giờ. Cái này sắp sửa nên idol rồi. Nguyên nhà em nó gần 30 triệu công. Trong này 2.800 cây, dưới lại 500 nữa. Cái này mình mua 3.300. Vâng, chúng. Vâng, nó mua anh cứ cuối tiền. Đâu, cũng bảo là mấy anh em bảo là nướng nhưng mà bút đốt này hiếu ở đây này, bút đốt xong này, để toàn gần đây hết anh em. Ăn mới chơi có tiền, không làm gì cả. Nếu lúc nào không, em tính 7 người thôi, nhiều. Năm nay bán bọn này toàn xe 3 tầng dưới tận nơi. Dưới này cũng 3 tầng dưới tận nơi. Có mỗi thằng Vĩnh Phúc này thì nó lại khả năng nó lại đi 2 chuyến thì lại khả năng cũng xe 3 tầng dưới được, đi 2 cầu cũng hết được. Không phải chửi đâu ạ. Xe nhỏ nó nha. Dụng hết. Nhỏ ăn đi anh. 70 cái to được. Chào bán 180 triệu này ăn mướp đắng thôi. Chết gì cả. Mỗi anh em cháu. Mới được một góc thôi nhưng mà nó toàn anh em quen thôi, cộng vài triệu thôi. Nó người quen. Này tổng hết chắc may ạ. May ăn phanh phanh ăn ta. Người ta để cái bàn dung bằng em. Đến năm nay cũng chưa nào gì. Chú có phát lý nhỉ. Thì bác sẽ nâng này. Cắt bánh ra. Cắt nhỏ nhỏ. Cái màu này là lại phải như này, nó bảo ông bán rồi. Chuyển đổi cho cây trồng. Một ít chung, một ít nọ. Năm ngoái cho bay. Không sao, cô chị cũng gì đâu. Nó vẫn có nãi. Cháu chú chị nhá, bà người như này biết được bà vô tư này. 4 giờ sáng đón bà một cái xăng về nhá. Ngồi sau ô chặn người cháu. Cháu về nhà cháu bảo, ui em nay chị này về nhà chỉ sợ chị tiêm em cổ. Về nhà chị chả sợ gì cả. Cô về. Bà sợ gì cả. À vâng anh, vâng thế thôi vậy. Không để cái điều gì mà dạ. Vâng thế thôi thì thôi nhá. Đang máy bay gọi cũng được. Tiên mụ yến lòng gì đấy. Cắt nhỏ thêm tí. Không, cái này xé. Gì ơi, chú ăn cái này này. Đúng là đồng như này rồi. Cái này xé cái da. Chú thử miếng này cho xé nào. Thịt gà xé ăn ngon hơn. Rồi ở ngoài đồng ăn đúng dạng ăn bụi nhỉ. Ôi, hùng rượu ăn. Đúng là đầu tiên ăn cái món này chú ăn thấy ngon. Quỳnh để đừng em thử anh ăn mướp cả mướp á. Đâu ăn chưa ăn bao giờ ăn đéo. Ăn mấy là đã ăn đầu ấy. Còn ăn đâu? Liên tục. Ăn đầu thì vậy á. Ngon là cháu thích mà. Ăn cháu béo rồi phải ăn giảm cân. Nói tưởng là tên xin lỗi chú đi. Không. Sao nhỉ? Nâu rồi không, nâu không gặp hệt dẻo là đúng. Nâu không được cọc dẻo. Ăn đi mất em nữa. Đấy, nếu nói về lứa tuổi bọn cháu nhá, để mà cảnh được các chú là một niềm vinh hạnh rất lớn đấy. Không phải tự dưng. Còn cũng hiền lắm chú ạ, bởi bọn cháu lứa tuổi bé thì quân chưa? Khó. Hả? Vẫn thì quân gì chú? Đâu lắm, đắt lắm, có thứ mà mua đâu. Đấy, anh em các chú ăn đi, không thì đầy mồi như thế này. Không, cháu, bọn cháu thì không ăn. Nó cũng có một cái riêng thôi được rồi. Lô này 130 cây bảo tôi đông 100 cây. Cháu phép gì chị nhá. Cháu mời cả mâm. Bên này bác thì quân bên kia gần thời gian này suốt ngày thì quân bên kia mới. Sáng nay cháu cần thịt là thịt đấy. Cứ 6 giờ kém 10 bảo anh dậy đi làm khẩu rưỡi. Không ăn sáng gì cả. Không nấu mì tôm. Anh tuần 6 giờ kém phải ra đồng. Em cứ 6 giờ 35 6 giờ 40 là bắt đầu ăn nó quen đấy. Mưa đó mùa này các bạn nó mưa với độ ẩm cao ấy. Mà gà hôm nay đấy là quên. Anh mời anh mời. Nó tốt đúng khỏe. Anh thì các chú bây giờ là đây, gặp thầy. Hôm nay là vui chú ạ. Cháu xin phép là cháu không mời đứng tuổi trước mà cháu cứ đi một vòng. Video của mình kết thúc đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị vào các video lần sau. Xin phép là cháu đi vòng cháu không mời nón từ trước. 4 năm vòng vào anh ạ. Anh chúc sức khỏe chú nhá. Vâng, cảm ơn. Rồi cháu xin phép chú nhá. Cháu mời